Coi ha, ở bên Mỹ á, mưa cái đường lộ nó vậy, cái đường mà đường xa lộ giống như ở Việt Nam mình gọi là đường cao tốc á, ở Việt Nam mình gọi là đường cao tốc á, mà nó lở ra nha, mà nó lở ra từng mảng luôn á các chị. Cái đường mà ở bên này thì ở đường đường cao tốc á, ở dưới là đá sỏi gì nó dày, ở bên Mỹ này là đường cao tốc á nó dày tệ lắm á, nó dày cũng khoảng nửa thước á, nó làm á, đường cao tốc này nó xi măng đá sỏi nửa thước, mà nó lỡ đường ra mưa, mà nó nổi mà nó lỡ cái đường ra mà xe nó chạy xuống. À, tôi có chia sẻ một khúc ở trong nhà tôi á, các anh chị nhìn chỗ đó nhìn thấy ớn luôn á, nó lỡ đường ra mà giống như là một cái dòng sông luôn á, ghê luôn á, ớn không? Ô mẹ cái gì mà nó lỡ ớn mạnh luôn á. Chắc thằng cộng sản qua đây phá đất phá rừng nên nó mới bị lỡ đất vậy, nó lỡ đường. Ngập đường mà nó sợ luôn á. Rồi á, cái tôi nói hồng cái mấy ông bà ở giờ tới phiên mấy ông bà ở bên miền Nam Cali nè. Bây giờ buồn cười lắm. Ở miền Nam Cali á thì bây giờ mấy năm á thì lên gọi là năm nay á, ở miền Nam Cali á là có luật pháp ra rõ ràng nha. Bây giờ tôi nói á, bây giờ á, tôi không phải lên đây tôi chỉ trích những anh chị tôn trọng cái lá cờ của anh chị nha. Cái nó không phải là tôi lên tôi chỉ trích đây, tôi chỉ lên đây tôi muốn chia sẻ với những anh chị ở Việt Nam những cái tin tức của gọi là ở đâu nó cũng phải có cái pháp luật ở đó, thấy không? Giống như tôi chia sẻ qua cái bài là ở bên Canada cái sự nhục nhã cái lá cờ, còn mà họ lên đây họ biểu là họ biểu tình ở trong cái hội chợ của cái hội chợ ở bên Canada. Hôm nay là bây giờ báo không phải là báo ở khu người Việt ở vùng quận Cam á, bây giờ nó có cái luật này, cờ đỏ sao vàng ai muốn treo bất cứ nơi đâu thì treo, không ai được quyền cấm hết á. Cái luật đó nó nhỏ cho biết thôi nha, còn đừng có nói lớn quá, mấy người chống cộng cực đoan tới kiếm tôi, họ nói tôi mày mày đi chi trì cho gì cộng, đừng, tôi nói nhỏ nhỏ, nhỏ thôi nha, ai nghe 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 thôi nha, nói cho rõ nha. Chào các anh chị, nên nói gì nè, bây giờ á trở từ đây trở đi á ha, mấy anh mà chào chi đỗ à, từ đây trở đi á mấy anh mà chống cộng cực đoan á, mấy anh mà tuyên dương cái chuyện mấy anh tôn thờ cái lá cờ của mấy anh là quyền của mấy anh, ok? Nhưng bây giờ là cái bên Mỹ này cờ đỏ sao vàng ở tại miền Nam Cali thì chuyện đó của người ta muốn treo trong hội chợ Tết người Việt, lá cờ của Tổ quốc Việt Nam mình là cờ đỏ sao vàng thì người ta muốn treo hay người ta muốn làm cái gì ở nhà người ta hay người ta mắc muốn mặc cái biểu tượng đó thì các anh chị không được quyền nha. Giống như ngày xưa cái đây 2016 cái thằng cái thằng gì đó ở Việt Nam nó qua đó, cái thằng gì đó nó qua nó mặc áo cờ đỏ sao vàng á thì cấm người ta rồi lên Ngô Kỷ với lại mấy thằng mà gọi là mấy thằng chí phèo lên quýnh rồi quýnh ta. Bây giờ tôi nói nhỏ thêm một lần nữa nè, bây giờ cái luật đó đó không có còn nữa, cờ đỏ sao vàng á
là ở Nam Cali á, ai muốn làm gì ta làm, muốn treo ta treo, ta muốn để trên xe ta để, ta muốn mặc áo ta đi trong hội chợ ở Việt Nam á, hội chợ ở khu Việt Nam á, tại vì đất là đất của Mỹ, đừng có nói nhỏ 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 thôi, chứ mấy công mà mấy anh mà gọi là mấy anh chống cộng cực đoan, mấy anh lại nói tôi đi tuyên truyền tầm bậy nữa, nó nhỏ nhỏ cho nghe thôi nha, chào với mấy hiệp, nên đừng có nói lớn quá, mấy anh chống cộng cực đoan nó kéo tới nhà tôi nó bắn tôi chết, nghe rõ không? Đừng nói cho mấy ông nó nghe nha. Tại vì bây giờ cái tin mừng á là cờ đỏ sao vàng á, ở dưới quận Cam á, ai muốn làm gì làm, luật pháp Mỹ nó có rồi, nếu mà đi cấm đón người ta đó, người ta quýnh bỏ mẹ, nghe rõ chưa? Cái này á, là đã trên mấy ông mấy bà biết rồi, mấy ông mấy bà mà nó nhỏ nhỏ nữa là mấy ông mấy bà mà chống cộng đoan là thừa biết cái chuyện đó rồi, giống như Ngô Kỷ với Lê Kỳ Nhung rồi đó đó, mấy ông mà gọi là đã đảo biết hết rồi, đúng không? Đúng không? Thì á, đừng có làm chí phèo nữa. Ở nước Mỹ là nước xứ tự do, đất là đất của Mỹ chứ không phải đất của ông nội ai để lại. À, nhưng mà của ông nội tôi nghe, của ông nội tôi ông nội tôi nghe, tự nhiên tôi là nửa Mỹ nửa Việt mà, đúng không? Làm gì không chương cứ cười cười hoài cái nội tôi cười quá, buồn cười quá, nó nhỏ cho nghe thôi nghe, nó nhỏ cho nghe thôi, nó nhỏ nhỏ thôi nghe, mày nghe không chứ mày hiệp? Tao nói nó nhỏ thôi, mày đừng có truyền lớn của nha, mày đừng có truyền lớn của mấy ông mà chống cộng cực đoan mới nghe được, mà tức thối máu là thái độ má mày, thằng này ăn cơm của cha thờ ma cộng sản. Ê, nói nhỏ cho ông nghe nha, mấy ông nghe nha, tôi không có ăn cơm quốc gia con mẹ gì hết, tôi không có thờ ma cộng sản gì hết, tôi ăn cơm của tôi xưa rồi Diễm ơi, ngày xưa đó thì còn đi hà hiếp người ta, bây giờ 2023 rồi phải không, Mỹ nó còn lên tiếng mà, Canada là trong mấy cái hội chợ là đã cấm không được vô quấy rối người ta. Hôm qua tôi đưa rõ ràng, tôi chia sẻ cho rõ ràng, thấy mày dục chưa? Cái này là tự mấy anh mấy chị lên lấy cứt chét vô mặt mấy anh mấy chị. Bây giờ ở miền Nam Cali cũng vậy đó, đừng có lên đây mà biểu là mày thờ cộng sản, mày treo cờ cộng sản là đủ quá, mày không được quyền, mày không có được quyền. Nó bởi vậy á, quê 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 lắm, quê lắm. Ở đây 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 tôi nói nhỏ 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 đó nghe thôi nha, tôi nói nó nhỏ 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 nhỏ, tôi chào và Hồ Nguyễn, tôi nói nhỏ nhỏ như vậy đó, lá cờ này 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 này, mấy ông mấy bà không cho tôi làm gì hết, lá cờ thì ông Mỹ có luôn rồi, thấy chưa, thấy rõ không, đi đâu cũng mang theo mới trăm mới gì rồi giờ xé xé rồi xé xé cái xé hộp hộp ra nghe nghe cái tin thì nó vui quá, là nó ngọng luôn. Chào anh Nguyễn, tôi mới vậy, tôi nói với mấy bà đừng cái nhặt của tôi nha, chọc cái tôi là ôi máu chết rồi, trả lời tôi không chọc thì thôi, tôi chọc lên rồi lỗi ở đó rồi máu chết bởi vậy, tôi nói rồi trời ơi là trời, tại sao ông trời ác quá đi thôi, luật pháp Mỹ đã nói rồi, đất này là đất Mỹ chứ không phải là đất của mấy ông que, tôi thấy cái nó buồn cười quá, tôi nói rồi giờ tôi năm nay nha, với lại tôi nói là mấy ông á đừng có lên đây mà lên khích tôi, nói là độ má mày có ngon mày mặc áo cờ đỏ sao vàng ra ngoài quán, qua là khu Việt Nam, cái đó là xưa rồi, tôi đã từng làm hết rồi, từ miền Nam Cali tôi vô hàng vô quán tôi đội nón cối, kênh YouTube đầy, tôi không có kênh YouTube nhưng mà những cái bài tôi làm, những cái clip tôi làm họ lấy họ họ đăng lên, chứ tôi nói cho các anh các chị nghe, ở trên Mỹ nước Mỹ này không ai cấm tôi được, không ai cấm tôi được, tôi đã từng làm hết rồi, thấy không? Thì tôi rảnh tôi thích tôi vẫn mặc áo cờ đỏ sao vàng, tôi đi bất cứ nơi nào, nhà của tôi đang ở tôi cũng treo cờ đỏ sao vàng, còn những ai mà muốn biểu tình nó tới biểu tình tôi treo tại chỗ làm tôi luôn nè, Mỹ đâu, nào, thấy không? Chơi không?
Nên bởi vậy đừng có lên đây mà mình là phải theo ý của mình. Rõ ràng không? Nước Mỹ hay bất cứ nước nào cũng có luật pháp. Những cái nước sở tại của mọi chúng ta đang ở là có luật pháp hết cả. Và luật pháp là luật pháp chung của mọi người ở trong người bản xứ và người đầu đen lên đây ở cái đất nước của người ta thì phải theo pháp luật của người ta, chứ không theo pháp luật của các anh các chị, rõ chưa? Nên các anh các chị không có được quyền, không được quyền nha. Không, tôi nói nhỏ thôi nghe, chứ tôi không nói lớn nha, tôi nói nhỏ thôi chứ nói lớn. Quận Cam á, hội chợ Tết năm nay quận Cam á là đã ra rồi, thấy không? Và cái người mà cái thằng mà gọi là thằng Chí á, thằng Chí Dũng á, cái thằng Chí gì đó, à, thằng Đỗ Dũng á, nó đã lên trên cái bài này, nó đã lên trên nửa vòng trái đất TV rồi, thấy không? Là giữa sự cãi lộn của cái thằng đứng đại diện cho khu người Việt Nam á ở miền Nam Cali với lại ông Đức Đồ Bạc rồi, thấy không? Thì đã nói rồi, nhưng mà hôm nay á, tôi muốn là nói là chia sẻ lại cho mấy anh mấy chị biết là tại khu miền Nam Cali gọi là quận Cam á, thủ phủ của những người Việt, của những người chống cộng cực đoan á, là có cái luật pháp nó mới ra. Những ai mà tham gia hội chợ Tết năm nay hay là bất cứ họ đi đâu, họ mặc cờ, mang cờ đỏ giống như tôi này, giống như tôi là tôi mang cờ đỏ, tôi khoác lên trên người tôi hay tôi đi đâu đi, không ai được quyền cấm. Không ai, những người mà gọi là tôn thờ cái lá cờ của anh chị là cái chuyện của các anh chị. Còn các anh không chuyện không được quyền cấm, không được mà giống như là sốt người khác là vô đi, ê mày chỉ là cộng là mày không được ở miền Nam Cali là mày không được mặc áo cờ đỏ hay là mang cờ đỏ sao vàng, cái đó cộng sản hay gì hay là cộng hành, cái đó là tự anh chị suy nghĩ ra thôi. Chứ còn mà rồi tới bây giờ nó có luật pháp lực thôi, nó rõ luôn là cho những cái ông bà đó phải không, có luật pháp rõ ràng rồi tới người khác là tự cái trên cái bạn trên người của người ta là đồ vật riêng của người ta, mà rồi vô là bị anh đạn hay bị anh đập hay đi ở tù, nói sao cho oan nha. Nên bởi vậy tôi nhỏ nhỏ cho nghe thôi, không có nói lớn chứ chưa. Mừng quá các anh chị ơi, hết mưa. Trời ơi, mưa mà tới nổi hả, mưa ở bên miền Bắc Cali tôi, mưa mà tới nổi mà nó lỡ đất, nó lỡ cái đường xa lộ, đường cao tốc. Dầu hắc với xi măng nó để nó xây bên Mỹ là nửa thước, mà nó tới nổi mà nó bị đó, mưa nó lỡ á, giống như cái dòng sông nó đi qua cái con xa lộ vậy, nó lỡ mà nó bể nguyên cái con đường luôn, ghê không? Bởi ta nói nước chảy đá mòn, chắc cũng tại vì Việt Cộng nó qua đây nó phá rừng phá đất nên nó bị nước nó mòn nó chảy, đất nó lại khổ quá. Việt Cộng nhiều nó chỗ Mỹ Bắc Cali chỗ nào có Việt Cộng nên bởi vậy nguy hiểm quá. Mời các anh chị uống cà phê bên Mỹ này, cà phê Starbucks á, mỗi buổi sáng là phải một ly cà phê gì khoảng lít cà phê á, lít cà phê, một ly cà phê về là khoảng 7 đồng mấy, 7 đồng 8 đồng. Đừng, tôi nghe ông nội nào nói gì mà uống cà phê giống như heo uống thì kỳ vậy. Anh Phạm hay ai mà chửi tôi chơi vậy, nói gì thằng này uống cà phê giống như heo vậy, cái gì heo uống vậy, kỳ quá. Dù sao đi nữa cũng là Mỹ Nam đẹp trai gầy mà đi quá là cầu không, mà công nhận tú đẹp trai thì hai năm mấy tuổi mà nhìn già cũng có đẹp trai thôi, kiểu già đúng không. Thôi nha mấy người, tôi là người có chủ rồi nha, mấy cô mà nhìn có thèm thì cũng giữ trong lòng đi nha, đừng có lên đây mà nói ấy nha. Nữa Phi Hùng này nữa làm như tôi là heo vậy, chào anh ăn phở bằng thao, cái đó là cái bát phở. Anh sao kỳ quá à? Phạm Hùng thì kỳ quá à? Thì cái chắc kiểu là tôi đi tự giận quá thiệt á. Sáng ra mà gặp mấy ông này người thì nói là ăn phở bằng thao, xong nói thằng heo hầm mới đi, trời ơi. Năm x ông nội được Phạm Sơn nữa, 5X mà làm như 4X là như tôi đóng phim xét vậy. Phim xét có 3X là cha. Ông chơi tôi đến 5X là U50.
cái việc cho nó đúng đi. Mình làm được gì không? Mình không làm được gì hết á. Thì mình sống ở đâu mình đi theo ở đó đi, đừng có đi cái chuyện mà mình nói ở đây bây giờ chúng ta phải là tiếp tay lên đây, đó tiếng nói của mình đã được làm được cái gì. Mình lên đây mình chào tầm bảy tầm bạ, lên đây mình chửi đơn này nọ, bởi vì